Đấy các bạn ơi, bây giờ mình đang có mặt ở trên đường Phạm Văn Đồng, cầu Bình Lợi. Đi qua đây, tới đây trước mắt mình là cầu Bình Lợi. Và bữa nay là buổi sáng ở Sài Gòn thì nhiệt độ khoảng 30 độ anh ha. Và cũng thời tiết cũng không có nóng lắm. Hiện tại bây giờ là khoảng 8 giờ 10 phút sáng. Mình muốn quay cái cảnh đường xá Sài Gòn cho các bạn xem. Đó, phía trước mặt của mình là cầu Bình Lợi mới á. Một chút nữa đi tới đâu anh Toàn nói vô đây nha. Anh giới thiệu coi như là chỗ nào đó. Bên tay phải là cái cầu Bình Lợi cũ á. Đúng rồi. Bên phải mà các bạn là cầu Bình Lợi cũ ngày xưa nha. Đây rồi. Đó. Con đường này mở rộng được mấy năm rồi anh? 4 năm rồi. Coi như là mỗi một bên là 4 năm luồng đường. Ngày xưa em có đi diễn của đạo quận 10 á. Ngày xưa nhà hát Hòa Bình đó. Giờ xây lại rồi. Một cái Minh Đăng Quang, cái xa lộ lớn á. Trời ơi lớn. Nó là của tỉnh xá trung tâm á. Qua cái lộ qua đường nào anh? Qua rồi, nơi Trân Long. Nơi Trân Long. Nơi Long Bình Thạnh đó. Biết rồi. Chỗ mà đường đó là đi về cái hướng bên chỗ mà tư mà ký đó. Đi về chứ ngày xưa là có cái chỗ lò mổ mà ở gần gần cầu Bình Lợi. Miếu bà, miếu nổi á. Đó, các bạn thấy buổi sáng ở Sài Gòn á, Việt Nam á, là xe cầu giặt chiều người ta đi làm, đi buôn bán này kia, người ta là rất là đông. Nhưng mà bữa nay là coi như là sáng thứ bảy á, thì người ta ít có đi làm thôi, chỉ những người là làm hành chính thì người ta mới làm. Vì mà cái giao thông trên lộ vẫn là rất là đông. Ở phía trước mình bên trên trái là chùa gì đó anh? Chùa Phổ Minh. Chùa Phổ Minh, chùa mới ha. Cũ rồi. Nằm gần cái đường Phan Văn Trị đó. Chỗ gần
đi hướng ngõ Ba Kỳ Thị. Đừng có quay nữa, đổ đông người rồi. Vậy mình xin tạm biệt cái clip video ở đây nha các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn cái video clip lần sau. Rồi, xin chào.